gì đây? Hai vậy? Chuyện gì là em? Chuyện gì? Em không biết, tự nhiên. Cái gì là cậu không biết gì hết á? Chuyện gì? Không biết. Tự nhiên nó vô nó nằm vậy, em đâu có biết không? Sao tự nhiên rủ nhau ngủ chung mà về nhà thôi? Nãy thì nhớ. Bây giờ em sao? Em đâu có rủ đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Mình là Hoàng Dũng Official. Mình là Mai Thư. Rồi thì ngày hôm nay tức quá mọi người ơi. Thì mình vẫn ghim béo đó. Cái vụ mà dám cho mình hợp tác với Dù Dụ Thi là cho mình uống rocket 1 giờ. Và ngày hôm đó lại dắt Thi đi uống cà phê, đi chơi đi đó, không để mình ở nhà một nhà một mình ở nhà. Mình với thằng em của mình phải phấn đấu gồng, mình phải đè đầu thằng em mình xuống, mọi người hiểu cái cảm giác đó không? Đấy thì ngày hôm nay mình muốn cùng sử dụng lại cái chiêu đó, mình sẽ nhờ Thi để hợp tác trả thù lại béo. Đấy, nợ là phải trả, ok. Đó thì ngày hôm nay anh muốn nhờ em như thế này nè. Đó thì nhớ như cái kịch bản là sớm giờ mình đã bàn luận với Thi và mình mới đặt có quay để mình nói với mọi người là hôm nay mình sẽ trả thù béo. Đó, và cái màn trả thù ngày hôm nay như thế nào thì mời mọi người cùng đón xem hết clip nha. Rồi bây giờ Thi kiểu giả vờ em nằm ngồi qua đây đi. Em ngồi đây. Đúng rồi, lên mình nằm xuống đây. Rồi bây giờ anh fit góc, set góc. À, máy quay ở trong nhà mình, xong rồi anh sẽ đi ra ngoài kia anh nói chuyện với thằng béo. Ok, mời mọi người đến xem nha. Hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã rủ béo ra ngoài đây rồi. Đó, thì ngày hôm nay á, tôi muốn là thử lòng Thi. Thử nữa hả? Ừ, đó, có nghĩa là bây giờ tôi kêu ông qua bên đây á, là bây giờ Thi đang ngủ ở nhà. Đó, mà máy quay là tôi đã set góc hết tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ á, tôi muốn nhờ ông, có nghĩa là bây giờ là nhờ ông xin lỗi, tôi sẽ về. Ok ok, dạ nha. Ok. Thôi mọi người thấy hay rồi, like rồi đăng ký kênh nha. Hello mọi người, thì bây giờ mình đã set up hết tất cả cái hậu trường rồi. Bây giờ mình sẽ giả vờ ngủ, đợi bé Mai là mình sẽ giả vờ ngủ và gặp cục nha. Ôi, nóng quá. Mình đang bị đau quá nhưng mà sẽ cố gắng diễn mọi người ạ. Ôi, nằm đây và chờ anh qua. A few moments later. Thank you.
2,000 years later. Ê, thằng béo, mày làm trò gì bên đây à? Thi nữa. Cái gì mà tự nhiên chui vô mẹ nha? Tại sao? Chuyện gì đây? Chuyện gì đó? Chuyện gì đây? Ai vậy? Chuyện gì đây em? Chuyện gì? Gì vậy? Em không biết, tự nhiên. Cái gì đây? Cậu không biết gì hết á. Tự nhiên. Chuyện gì? Không biết. Tự nhiên nó vô nó nằm vậy, em đâu có biết không? Sao tự nhiên rủ nhau ngủ chung ở dưới nhà tôi? Nãy tự nhiên. Bây giờ em sao? Em đâu có rủ đâu. Bé sao? Sao tự nhiên ở đâu xuất hiện qua nhà tôi ngủ đây? Em không biết. Không biết gì đâu. Dài thích. Em đang nằm ngủ tự nhiên ở đâu nó xuất hiện vậy? Em dậy em đâu có thấy gì đâu. Em ngủ mà người ta vô nhà không biết hả? Em có biết gì đâu. Nãy thấy tưởng là cái gối rồi nó leo lên nằm, ai biết nó nằm cái bên đâu. Bây giờ sao? Hai người bây giờ sao? Giải thích. Hả? Gì trời? Tao đang nằm, mày vô mày nằm cạnh tao chi vậy? Nằm gì nãy nằm mày chắc mệt chết mít, tao tưởng cái gối. Tao mới bán nhà là chui vô ngủ ôm nhau ngủ chung nhau béo. Em không có. Không có sao người ta ngủ chung nhau được. Em không biết. Mày khai thử ở đâu mày ra mày nằm bên cạnh tao vậy? Nãy diện chừng kín mít ai biết gì đâu, tự nhiên nãy tưởng cái gối rồi tôi bay lên tôi nằm thôi, ai biết mày nằm đâu. Mày xạo nha, tôi đang nằm ngủ tôi có biết gì đâu. Nhưng mà sao tự nhiên vô nhà tôi làm gì? Em đó. Em không biết, tự nhiên nó nói không biết. Em ngủ đâu mình không biết à? Em kêu mày cho anh qua ngủ chung mà không có gì nói thiệt. Tao đủ mày hồi nào. Có gì nói, có gì nói thiệt chứ ông Dũng biết đi, cái gì đâu mà sao? Là sao? Nói biết đi. Tao đủ tôi qua ngủ chung mà. Tao đủ mày hồi nào? Tao đang ngủ tiện mày qua mày nằm bên cạnh tao. Em đừng diễn nữa. Công khai cho nó biết đi. Mày nghĩ là tao công khai gì nữa mày? Tự nhiên tôi đang ngủ thì chứ em không làm gì. Em kêu tao ngủ mà. Em đi mà ngủ, tự nhiên em giật mình vậy, em thấy nó vậy á, em không biết. Kêu giải thích nhanh đi, tao up lên cho mạng vô. Em đang ngủ. Đó, kêu tôi qua ngủ chung rõ ràng. Tao ngủ mày hồi nào mày đi rồi. Nó gọi, nó kêu. Nó kêu ông đi đâu rồi, nó kêu ngủ nhà mình buồn quá. Đó, bây giờ đó. Em không có. Nhanh. Chung rõ ràng. Giải thích. Mày giải thích em tự dưng, tao đang nằm mày xuất hiện ở cạnh tao. Tao nói tao đủ mày qua hồi nào. Từ từ, đừng có cài nhau, từng đứa giải thích. Ông giải thích trước. Nè, là tôi đang ở nhà. Nó kêu ở nhà nó mình buồn quá. Xong nó kêu qua này ngủ chung với nó. Nó gọi tôi ở đây. Có thiệt sự vậy không? Thiệt luôn, tự nhiên giờ qua đây mẹ nó nói mày vậy. Mày điên à? Sao mày không điên? Hả? Nhưng tôi không. Bây giờ tới em giải thích. Tại sao tán nó? Tự nhiên em đang nằm bên cạnh. Em đang nằm ngủ tự nhiên mở mắt ra thấy nó, em đâu có biết gì đâu. Tích cực. Tự nhiên giờ nó kêu nó vô an cho em là nó em đủ nó, em không hề đủ nó. Nó xạo nó. Tin được không? Thằng này chắc tao quánh nó chết quá. Tin sao? Nếu bây giờ nói đi. Sao? Không biết tin tôi rồi, tôi không nói chắc ông đúng không? Nói cái gì? Nè. Tại sao bây giờ tại sao ngồi cho ngồi xuống? Nè. Ngồi xuống, em ngồi xuống. Em không có. Cái chuyện nó đúng xạo luôn á. Bây giờ kệ ra, từ đừng của nhau, đừng có của nhau. Đừng có của nhau, bây giờ giải thích béo giải thích đàng hoàng đi. Thì đó, nãy giờ cái chuyện tôi nói rồi. Bây giờ nói rồi sao? Tôi nói sao? Tôi đang đi uống cà phê ngoài đường. Đó, xong nó kêu ông đi đâu rồi. Nó kêu ông đi đâu từ sáng giờ. Nó kêu tôi à. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Mày bớt xào đi, tao nghe mày hồi nào trong khi tao đang nằm ngủ, tao mở mắt ra tao thấy mày nằm bên cạnh sao tao biết được. Đúng rồi, em rõ ràng rồi, em nói gì vậy? Mày bớt xào đi, mày muốn tập quấn phải không hả? Tao nha. Mày xào thôi. Tại sao? Hay là thằng béo âm mưu vô ngủ chung người yêu tôi? Điên hả? Tao là người có giờ tao bây giờ ăn bồ của bạn đâu. Dạ, là bây giờ sao? Có rủ tao qua rõ ràng. Tao rủ mày hồi nào? Không hề có rủ luôn á. Em xào thiệt luôn á. Đó, bây giờ sao? Bây giờ sao? Thi làm sao? Béo, bây giờ nói thiệt đi, bây giờ sao? Thích ăn bồ tôi hay gì? Không đó, nó rủ qua thiệt. Buồn thì thấy nó ở nhà mình. Thì thấy nó rủ mà sao rồi? Thi nói có, bây giờ sao? Giờ tên ai? Một bên là bạn, một bên là người yêu. Bây giờ sao? Giải thích, giải quyết. Có, em có nói. Quay clip lại, tao up lên á. Con khai đi, chứ không phải gì em phải giấu. Quay. Mày đi, mày tao ấy mày hồi nào. Mày điên rồi, tao rủ mày hồi nào. Em không khai đi, tao không khai. Tao có yêu mày đâu mà tao không khai. Mày khùng hả? Em phải có trách nhiệm nha, cái gì vậy? Mày đi nè, mày đi. Tao cái tập bắt gì đâu. Tao bắt hỏi thằng này quá à. Mày điên hả? Tao công khai hồi nào? Tao thích hồi nào được gì vậy? Giờ công khai cái gì? Mày điên hả? Cứu, cứu. Cứu gì? Mày, cứu tao
Cứu cái gì? Tự nhiên cứu. Cứu tao mày chứ. Cái gì? Mày kêu tao hợp tác lại rồi. Trời ơi, hợp tác cái gì rồi? Mày kêu tao hợp tác thử lần đó. Hợp tác cái gì? Đừng. Thế mày hẹn hò chơi. Cái gì? Nó kêu nó đủ anh. Người ta kêu mày như nào? Nó kêu anh qua đây thử đầu em, kêu anh qua đây ngủ cho đã nó ngủ. Ê hey, bà nha, bà nha. Cái tuần nó đá uống thêm. Đau đau. Mẹ. Cứu tao thôi. Cứu mấy tên trả thù mày cứu rồi vậy. Cứu đi. Tao là luôn rồi. Đâu mà đâu. Mày đủ tao qua, đã rồi, uống tao kìa. Đau. Đúng rồi, mày nãy nay thì nó két rồi con. Nó két rồi con. Này thì nó két rồi con. Đâu, nó két rồi con. Mày nhớ nha, mày chơi tao. Này đi quá xe đâu rồi? Hiểu biết. Rủ ra đi quá xe anh. Má mốt đừng rủ tao hợp tác gì vậy mày. Á, cũng tao nhiều thú đâu quá. Này thì đâu kết là mày yếu. Mày vô đây đây. Vô đấy chị có xe. Vô đấy chị có xe. Chị có xe đâu. Nó không cho vô lấy đó. Này thì đâu kết. Đâu kết nữa béo. Đây là sự trả thù của tôi. Đứa gì khoát coi. Thanh niên mày ăn đòn ăn mấy cái tát. Thanh niên mày ăn mấy cái tát. Má thì ăn giả mấy cái đi chứ. Cái đó là cái kết cục mà chôn tôi đâu hiểu không? Hiểu không? Còn non mà xanh lắm, còn non mà xanh lắm. Ok ok. Rồi ok. Thì clip của mình tới đây là kết thúc. Mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy like và subscribe đăng ký kênh cho mình. Và đặc biệt là có những cái ý tưởng gì hay thì hãy góp ý mà bằng cách là comment ở phía dưới hoặc là nhắn tin vào Facebook của mình. Facebook mình là Hoàng Dũng nha mọi người nha. Rồi thì clip tới đây kết thúc. Thì hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người. Và anh em nào mua ví và thắt lưng thì hãy liên hệ với mình nha. Ok, bye bye tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì đây là sản phẩm ở bên nhà mình nha. Sản phẩm bên nhà mình gồm có là ví nha và thắt lưng. Sản phẩm bên mình như mọi người đã thấy thì đây, đeo vào thì rất là hợp. Và cái sản phẩm bên mình thì nó rất là dễ dùng nha mọi người nha. Không quá là khó khăn và cầu kỳ khi mà mọi người mua hàng ở bên mình. Đó, sản phẩm bên mình thì mình có bán là ví giá 199k và thắt lưng 299k free ship toàn quốc nha mọi người nha. Sản phẩm bên mình là da bò 100% nha anh em nha, nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng da và cái độ bền bỉ của nó nha. Thì mọi người mua hàng thì mọi người hãy liên hệ cho mình qua Zalo là 0368 412 911. Ok, rồi bây giờ mời mọi người vào clip nha.